Chúa dùng anh chị em để ban phước cho người khác mà mình không biết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi lại được có dịp để cùng thờ phụng Chúa chung với anh chị em 3 tháng là gặp lại một lần đúng không? Nó nhanh lắm, 3 tháng thấy gì chứ nhanh. Thưa anh chị em là chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ khó khăn. Thời tiết thì cực đoan, đúng không? Chiến tranh và xung đột vũ trang thì nó xảy ra khắp mọi nơi. Nếu anh chị em là theo dõi thì sáng hôm nay là Iran đã tấn công Israel rồi. Dạ. Yeah. Có lẽ là không biết cái tình hình nó sẽ diễn tiến như thế nào, nhưng mà đó là những cái dấu hiệu rất rõ cho cái việc là Chúa sắp tay làm. Và vì cái ảnh hưởng như vậy đó anh chị em, vì cái ảnh hưởng là dịch bệnh này, rồi thời tiết, rồi chiến tranh như vậy đó, thì cái nền kinh tế nó cũng bị ảnh hưởng cực kỳ lớn, dẫn đến cái đời sống hàng ngày, mỗi một ngày của chúng ta thấy nó khó khăn hơn, đúng không? Cái người tin thờ Chúa của tôi và anh chị em cũng không có ngoại lệ đâu. Nhưng mà có một cái tin vui cho tất cả chúng ta, có một cái tin vui cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, ấy là cái sự bảo đảm về kinh tế tài chánh của chúng ta không đến từ cái hoàn cảnh xã hội. Cái sự bảo đảm tài chánh kinh tế của chúng ta đó, nó không đến từ những gì thuộc về đất này, mà nó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng ta đặt lòng tin cậy, và cái thái độ vâng lời của chúng ta đối với những gì Chúa đã truyền. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ là phải có sức dài dai rộng à, phải tài ba lỗi lạc à, thì trong cái thời buổi này mới may là mới kiếm được tiền. Nhưng mà thưa thật với anh chị em, không phải vậy. Không phải vậy. Cái sự chu cấp hay là cái sự thu nhập của chúng ta mỗi một tuần, mỗi một ngày đó, mỗi một tháng đó, là nó phụ thuộc nơi chính Đức Chúa Trời của chúng ta, và phụ thuộc nơi cái thái độ vâng lời của tôi và anh chị em đối với Chúa. Chiều hôm nay xin mời quý hội thánh cùng tôi cậy ơn Chúa để ôn lại, nhớ là ôn lại thôi, một trong những cái mạng lệnh của Chúa dành cho con dân Chúa liên quan đến cái lĩnh vực tài chánh. Đó là cái việc nộp 1/10. Cái điều mà đã được ghi lại ở trong Malachi chương 3 từ câu 7 cho đến câu số 12. Tôi sẽ cậy ơn Chúa giải bài một cách tỏ tường cho anh chị em về cái của lễ thập phân hay là phần 10 này. Bản dịch Công giáo thường hay gọi là cái thuế thập phân, tức là 1/10 đó. Tôi đọc và anh chị em có thể dò theo từ câu 7 cho đến câu số 12 Malachi chương 3. Tôi tin là anh chị em cũng đã biết được điều này, nhưng mà chiều hôm nay tôi cậy ơn Chúa giải bài một cách rõ ràng, cho nên tôi chọn cái tựa đề cho phần kinh thánh là 10 phân tỏ tường, giải thích rõ ràng. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vẹn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đang trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi là, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Quen quá đúng không anh chị em? Một cái phần kinh thánh rất quen và tôi nghĩ là nhiều anh chị em đã thuộc. Còn 3 điều mà chiều nay chúng ta sẽ cùng học với nhau liên quan tới thuế thập phân hay là 1/10 này. Điều đầu tiên mà anh chị em cần ghi nhớ, 1/10 là phần của Chúa. 1/10 là phần của Chúa. 1/10 hay thuế thập phân không phải là đạo phí nha anh chị em. Không phải kiểu mình xin hoặc hội cái mình có cái hội phí. Cái mình vô đạo có đạo phí. No, 1/10 không phải là đạo phí. Mà 1/10 cũng không phải là cái khoản đóng góp theo cái thời giá mà người ta ngầm mặc định, kiểu như là tùy theo từng cái thời điểm mình đi đám tang nhiều, đám cưới nhiều. Thí dụ như hồi xưa đó, cách đây 1 năm là mình đi đám cưới mà gọi là thân thì nhiều, rồi sơ thì nhiều. Ha, không, 1/10 không có cái kiểu đó. Không có kiểu là nói là tùy theo cái từng thời điểm mà người ta ấn định bao nhiêu. 1/10 là 10% lợi tức. Nếu anh chị em là dân buôn bán, hay nói cái khác là 1/10 là 10% tiền lời á.
Còn nếu anh chị em là bình thường, không phải dân buôn bán, thì đó là 10% thu nhập. Tôi nói lại nè, 1/10 đó là 10% tiền lời, tức là lợi tức ấy. Hoặc là 10% thu nhập. Nếu dân làm nông thì người ta hay tính là thu nhập, chứ người ta không tính tiền lời. Ở trong Lê Vi Ký chương 27 câu 32 lời Chúa cho chúng ta biết như này: tất cả phần 10 của bầy bò hay bầy chiên, tức là tất cả các con thứ 10 do người chăn dùng gậy đếm, đều là thánh cho Chúa. Rất đơn giản đúng không? Cứ lùa một bầy đi ngang qua, chặn con số 10 vào vô. Ai cũng làm được đúng không? Rất đơn giản. Con thứ 10 là để riêng ra. 1/10 hay là 10% thì ai cũng tính nhẩm được, dù là có học hay là không có học. Chẳng hạn tiền lời của một ngày của một người bán hàng ăn là 200 ngàn, thì 1/10 là bao nhiêu anh chị em? 20. Dễ quá đúng không? Tiền lương của ai đó mỗi tháng 10 triệu thì 1/10 nhiêu? Triệu. Nhưng mà cái câu hỏi là tại sao phải nộp? Tại sao mình phải nộp? Thì đó không phải của mình. Lại vì ký 27 câu 30 thì lời Chúa cho chúng ta biết rõ ràng như này: tất cả 1/10 thổ sản, dù là ngũ cốc do đồng ruộng sinh sản hay là hoa quả do các loại cây trái, đều thuộc về Chúa. Vì không hiểu hoặc là không chịu hiểu rằng là 1/10 là thuộc về Chúa đó anh chị em, cho nên con dân Chúa xưa cũng như nay cứ miệt mài trong cái tội là ăn xài của tiền của Chúa, không mở cửa cho cái sự rủa sả nó tự do bước vào cái đời sống kinh tế của mình, của gia đình mình, một của cả cộng đồng. Vì không hiểu hay là cố tình không hiểu rằng 1/10 là của Chúa đó, cho nên con dân Chúa tôi tới Chúa là hay nói là mình nói gì, dân 1/10. Anh em ơi, dân là cho. Dân là mình biếu cho người trên. Của mình á thì mình mới nói là cho. Chứ không phải của mình mà mình đâu có quyền nói là cái này là tôi cho được. Nếu của Chúa là mình phải gì? Nộp. Của Chúa là mình phải trả lại cho Chúa, chứ dân chứ cho gì? Vì không biết, vì không cố tình, hoặc là không biết, hoặc là cố tình không biết rằng 1/10 là thuộc về Chúa, cho nên mình hay nói gì, dân 1/10. Nó vậy sai anh chị em, phải nói là nộp 1/10. Không có dân là của mình mới dân, tức là của mình mới cho người trên mình. Còn cái này không phải của mình mà dân gì? Không phải của mình là sao? Nộp. Cho nên là Kinh Thánh, tất cả các bản dịch Kinh Thánh á, điều dân là, điều bảo là, điều dịch là gì? Hãy đem hay là hãy mang hay là hãy nộp 1/10 vào kho của Chúa. Kinh Thánh không có bảo là hãy dâng tất cả 1/10 vào kho, no. Hãy đem hoặc là hãy mang hoặc là hãy nộp. Vì cứ tưởng 1/10 là của mình, nên nhiều người trong chúng ta thích thì dâng, thích thôi. Nhiều dâng, ít thôi. Cứ mặt miệt mài ăn trộm đấy đó. Trộm mà cứ tưởng mình là lương thiện, không. Nên mà khi mất phước thì sao? Khi mà lâm vô cảnh thiếu thốn, nợ nần, đâm ra quán trách Chúa. Sao bảo tin Chúa được phước mà sao toàn được nợ không vậy trời? Nghe quen quen đúng không? Anh chị em hãy xem dân Chúa xưa họ phàn nàn đây. Chúng ta xem câu 7 câu 8. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các 1/10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Anh chị em ơi, cái chuyện mà không nộp lại cho Chúa cái phần của Chúa đó, tức là không nộp lại 1/10 lợi tức hay là 10% thu nhập của con dân Chúa đó, là chuyện xưa như trái đất. Từ những ngày tổ phụ các ngươi cơ mà. Mẹ nói đến tổ phụ đó là thường là anh chị em biết là ai không? Abraham, Isaac, Jacob. Đúng là trong Kinh Thánh này có thuật lại cái việc nộp 1/10 của Abraham. Isaac không nghe nói gì. Jacob thì ổng có hứa là ổng mà Chúa đem ổng về quê bình an là ổng sẽ nộp lại 1/10. Nhưng mà không biết ổng có nộp không. Nhưng mà ở đây này Chúa nói gì? Xác định luôn. Không vâng lời có căng luôn.
cái từ thời tổ phụ cái con đúng rồi, cha nào con nấy luôn, ăn cắp quen tay luôn rồi. Từ ngày tổ phụ các ơi, tiện đây tôi nói luôn là cái chuyện thuế thập phân hay một phần mười là có từ thời tổ phụ, tức là chứ không phải là cái tới thời Môi-se mới có, anh trước cái thời tổ phụ đã có rồi. Cho nên mấy cha mấy anh nào mà ghiền ăn trộm phần mười đó hen, thì đừng có nói rằng là một phần mười là thuộc cựu ước, là luật pháp Môi-se, là chỉ dành cho dân Israel ha. Không, trước đó nữa. Cái việc mà quý vị có tin rằng là một phần mười có phải là mạng lệnh của Chúa hay không ấy, quý vị có tin rằng là một phần mười có phải là mạng lệnh của Chúa mà người tin thờ Chúa ngày hôm nay vâng giữ hay không, nó không làm thay đổi cái nội hàm của nó. Bằng chứng là không một ai ăn cắp tiền phần mười của Chúa mà được thịnh vượng đúng nghĩa đó. Không một ai tin thờ Chúa mà không trung tín nộp một phần mười mà được Chúa ban phước cho một cách dư dật ở trên công ăn việc làm, trên kinh tế tài chính của mình hết á. Kể cả khi quý vị có vẻ như đang ăn nên làm ra đi nữa, kể cả khi cái thu nhập của quý vị có vào như nước đi nữa, thì quanh đi quảnh lại cũng của thiên trả địa thôi, cũng chẳng còn tồn được đồng nào không. Biết sao không? Vì trời rủa làm sao mà tồn tại được. Cho nên 30 chưa phải là Tết quý vị. Người đời có câu là 70 chưa què, chớ có què mình lành. Cho nên mới tưởng là ủa sao tôi không trung tín bằng 10, tôi thấy vẫn làm ăn phay phay. Chưa đó, cái Chúa mà tôi và anh em thờ phượng là một Đức Chúa Trời thành tín, tức là Chúa giữ chữ tín dữ lắm. Chúa thành tín trong cái việc ban phước, nhưng đồng thời Chúa cũng gì? Giữ lời hứa trong cái việc giáng họa đó. Một phần mười đó thưa quý vị, nó giống như là cái phần hạt giống mà mình dành lại cho cái mùa sau vậy đó. Hay là cái tiền vốn mà một người kinh doanh buôn bán vậy đó. Cái người vùng Phú Thọ ngoài Bắc có cái câu ngạn ngữ như này: ăn giống sống cũng như chết. Tức là cái người nông dân đó, nếu người nông dân mà đem cả lúa giống ra ăn thì sao? Có nghĩa là cái sự chết đói đang chờ sẵn họ ở cái ngày mai rồi. Còn nếu mà người kinh doanh buôn bán mà một khi đã thua lỗ đến cái độ cục giống thì mình biết là sao rồi hen. Đó là lúc tới lúc mà phải đóng cửa rồi đó, dẹp tiệm rồi đó. Cũng một thể đó đó, với đối thuế một phần mười. Hiểu rồi hen. Chứ đi đừng bao giờ anh chị em nghe mấy cái ông thầy ông sư nào mà ông xúi dạy là thời nay không có nộp phần mười. Nhưng mà anh chị em biết không, không phải chỉ những người thu chưa đủ chi mới bị cám dỗ ăn cắp một phần mười của Chúa, mà những người có cái thu nhập cao ngất ngưỡng cũng dễ phạm hay hoặc là tái phạm cái tội này. Anh chị em biết sao không? Tiếc. Nhiều quá tiếc. Ví dụ một phần mười của anh chị em là 500 ngàn đó, hay là 1 triệu đó thì còn ok. Nhưng mà lên đến một phần mười của anh chị em 3 triệu thì sao? 5 triệu thì sao? Rồi ví dụ bà con mình ở trên vùng trồng cà phê năm nay đó, giá nó cao ngất ngưỡng đó, tức là lên tới 101 một ký rồi đó. Một phần mười của 100 vài trăm triệu thì sao? Lớn quá đúng không? Hay là xuất một cái mấy vuông tôm hả? Lớn quá. Thế là tiếc. Không nộp. Kết quả mất. Mùa tới tự nhiên đang thả tôm giống vậy cái tự nhiên cắn bụng hết. Vậy cái bắt đầu nhà hội thánh cầu nguyện. Xin lỗi đi chứ ở đó mà cầu nguyện. Bởi vì chính mình đã mở cửa mà. Cho nên nhiều khi anh chị em có, tôi không biết ở đây có ai lương cao ngất ngưỡng cả 40-50 triệu một tháng không, nhưng mà đến lúc đó là tự nhiên anh chị em bị cám dỗ. Cám dỗ gì? Ăn cắp. Rồi mình thấy gì? Tự nhiên thu nhập của lần tới của mình nó đột ngột nó giảm sút, hoặc là nó phát sinh nhiều cái khoản chi thâm hụt. Anh em ơi, đã không phải của mình thì giữ không có được đâu. Giữ chi mang tội. Không biết có ai trong anh chị em bị cám dỗ kiểu nó không? Không phải là vì anh em thiếu mà ăn cắp đã đành. Cái này dư mà ăn cắp nè. Vì nhiều quá tiếc. Hồi xưa đó thầy, hồi xưa mà dân lần này cao nhất tháng cỡ 500 triệu là quá vậy. Này tới 10 triệu luôn thầy, 20 triệu tiền phần mười anh chị em. Tự nhiên mình thấy sao? Ủa sao tự nhiên tiếc. Ừ, tự mình đóng bít cửa cho tháng sau nữa. Làm sao mà đâu là cái bí quyết để tôi và anh em có thể thắng hơn cái cám dỗ này anh chị em? Đó là hãy luôn nhắc cho mình nhớ rằng một phần mười là của Chúa chứ không phải của mình. Amen. Mà không phải của mình giữ chi cho mắc nợ. Amen. Ha? Không phải của mình thì tiếc cái gì?
Nhiều hay ít gì cũng gì của Chúa hết, chứ của gì mình mà giữ. Mà Chúa có nhờ mình giữ đâu. Tại vậy nhưng mình thấy, nhiều khi mình thấy mình vô lý không. Còn một cái kiểu cám dỗ tinh vi khác mà tôi và anh em dễ ăn cắp một phần mười của Chúa, đó là mình có cái ý tưởng là chia nhỏ ra, để tuần nào mình cũng có để nộp. Thoạt nghe cũng hay hay đúng không? Hay hay. Thí dụ như mình phần mười của mình là 2 triệu đi tháng, cái mình chia nhỏ là tháng nào cũng có 500 nộp. Hay đúng không? Cái ý tưởng cũng hay. Ủa nhưng mà không, đã không phải của mình. Mà mình thì vẫn đang có, mình đang giữ nó, thì sao không nộp mà không giao, mà không trả một lần cho rồi đi. Giữ lại làm gì? Hả? Có phải của mình đâu mà giữ lại để tuần nào cũng có dần. Có phải của mình đâu mà khoe anh chị em. Hiếm gì thứ khoe. Sao lại đi lấy cái việc mà giao lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa để khoe. Còn nữa, anh chị em đừng chú ý đó. Còn nữa, anh chị em lưu ý nè. Khi mà anh chị em nhận phước từ nơi Chúa là anh chị em muốn nhận một cục. Muốn nhận một lần hay là muốn được rỉ rẻ lặng ít. Hả? Anh chị em muốn nhận một lần một cục hay là nhận rỉ rẻ Chúa chia đều đó, từng ít. Chắc chắn là ai cũng muốn nhận cục đúng không? Cũng muốn nhận lần một, sao không chịu giao lần một mà chia nhỏ đằng tầng làm gì? Sao tự mâu thuẫn quá vậy? Tự mình cản mình nhận phước của Chúa làm sao? Nhiều người cười cười là tôi nghi. Anh chị em ơi, của Chúa chứ phải của mình đâu mà giữ lại làm gì? Khoe cái gì? Thì của Chúa là đã mình đang giữ trong người thì giấu liền đấy chứ có phải không? Tiếp theo, lời Chúa không có nói là hãy đem một phần mười, mà là tất cả phần mười vào kho. Tức là một phần mười hay 10% mọi cái khoản thu nhập trong tháng hay là trong năm của chúng ta. Tôi và anh chị em cần phải phân biệt nha, giữa cái khoản thu nhập hoặc là lợi tức đó, tức là những cái phần mà mình phải nộp phần mười đó, và những cái sự hỗ trợ hay là cái sự giúp đỡ cho một cái nhu cầu hay một cái dự án nào đó mà mình không phải nộp. Anh chị em lưu ý giùm tôi cái chỗ này. Bởi vì cái chỗ này là thường là mình hay bị định tội nè. Mình có khi mình định tội chính mình, hoặc là người khác, mình định tội người khác đây. Anh chị em lưu ý giùm tôi, đừng có tập trung vô đó, kệ nó. Tôi và anh em cần phải phân biệt cái phần nào là cái phần mà mình phải trích nộp phần 10, và cái phần nào là cái phần mà mình không phải trích nộp phần 10. Chẳng hạn, nếu có một ai đó chúc phước cho tôi một chiếc xe máy hoặc một chiếc xe hơi bằng hiện vật đó, hoặc là trao cho tôi một cái số tiền đúng cái số tiền mà tôi đủ mua cái chiếc xe đó, thì theo anh chị em tôi có phải trích nộp phần 10 không? Nhiều người không chắc, không biết có nộp không. Cái chuyện mà thí dụ giao cho tôi chiếc xe này thì chắc chắn là tôi không thể gỡ một cái bánh ra tôi nộp được rồi. Mà nếu mà giao mà tiền kìa, giao số tiền bằng. Anh em ơi, cái số tiền đó thật sự là, mặc dù là tiền mặt đi, nhưng là giao cho cái ông bán xe, chứ đâu có cho tôi đâu. Tức là tôi cầm thiệt, tôi nhận thiệt, nhưng mà thật ra là chuyển cho ông bán xe chứ phải cho tôi nào. Nhưng cái tiền đó là sẽ không có trích phần 10, nó không phải thu nhập. Cái thu nhập hoặc là lợi tức ấy, thì mình mới trích phần 10 để mình nộp. Còn cái này là không, cái này không phải thu nhập. Cái đó là tiền chuyển cho cái ông bán xe, cho nhà xe, không phải cho tôi. Thế còn những cái trường hợp bán đất bán nhà thì sao? Cái này dễ đúng ha. Nếu anh chị em là cái người mà kinh doanh nhà đất á, tức là mua đi bán lại á, thì cái lợi tức của những lần buôn bán đó anh em phải trích nộp một phần 10. Còn những cái trường hợp khác thì không phải trích nộp, vì đó không phải là thu nhập theo đúng cái nghĩa của nó. Ví dụ ai đó có một cái nhà, vô bán cái nhà đi, cái đó không phải thu nhập. Nhiều người sau khi bán nhà bán đất ấy, hay là nhận tiền đền bù hen, chẳng hạn là họ vẫn trích một phần mười cho Chúa, đó là quyền của người ta. Nhưng mà nếu gọi cho đúng đó thì cái số tiền đó gọi là lạc hiến, tức là tùy tâm. Tức là họ muốn dâng cho Chúa, họ muốn dâng bao nhiêu họ dâng, dù họ có trích đúng một phần mười đi nữa thì cũng không thể gọi đó là tiền phần mười, vì đó là cái tùy tâm, chứ Chúa không có đòi hỏi cái phần đó, đó không phải cái thu nhập của họ. Cho nên đừng bao giờ định tội chính mình hoặc là định tội người khác về cái thuế phần mười trong cái trường hợp này nha anh chị em. Đừng có để cái sự thiếu hiểu biết của mình mà đâu chép sao cô mặt cô bán cái đó, cô bán cái nhà vậy mà không thấy phải dâng không.
Nhiều nhiều hội thánh ngày hôm nay còn ghi tên nữa kìa. Chúa thì dặn là đừng có cho người ta biết. Thậm chí tay phải, tay phải dặn tay trái không biết. Mình phải yêu cầu là phải ghi tên đầy đầy đủ vô chứ gì? Để định tội nhau vậy gì. Trong khi đó, cái đó không phải thu nhập. Cái đó không phải thu nhập. Thu nhập là trừ khi anh chị em là những người mà chuyên kinh doanh đất đai. Xin Chúa cho anh chị em hiểu ra được chuyện này. Thì khi đó đó, khi anh em bán nhà, bán đất hay gì, mà nó không phải là cái chuyện làm ăn của anh em, mà đó là cái kiểu giống như cái của ông bà để lại, thì anh em dâng, nhưng mà đó là cái của lạc hiến, tức là tùy tâm anh chị. Như vậy thì 1/10 là thuộc về Chúa, là cái phần của Chúa. Tôi và anh em không có quyền nói thích hay không thích. Tôi và anh em chỉ có thể là nộp hoặc là ăn cắp thôi. À, có một hai cái vậy thôi. Hoặc là vâng lời, hoặc là không vâng lời thôi. Có lần nọ, có một cái cuộc bồi linh xong thì ông mục sư, ông quá giang, cái anh đó anh có xe hơi chở anh cho đi quá giang về nhà. Cái trên đường đi cái anh hỏi ông mục sư, à, mục sư à, như mục sư thì mục sư có nộp 10% không? Cái ông mục sư ông nói qua nói lại, ông nói vòng vòng. Cái anh kia nói không, em hỏi mục sư là mục sư có nộp 10% không? Thì ông mục sư ông nói một vòng chứ ông không trả lời gì đúng vấn đề. Là anh này anh biết rồi, chở ngang kiểu giống như chỗ bình lò thiêu Bình Hưng Hòa vậy đó. Mà cái thời đó nó còn âm u ghê lắm. Tự nhiên đang chạy tới đó cái thắng xe cái kít. Ông mục sư hỏi gì vậy? Dạ mục sư mở cửa ra đi. Ồ có vụ gì hả? Dạ không có gì, mục sư cứ mở cửa ra đi. Hỏi là sao? Mục sư xuống đó đi, em không chở mấy người cho ăn cắp đây. Cái ông mục sư nói, anh nói gì không được. Trong cái khu này là nổi tiếng ăn cướp mà. Ông tự nhiên đêm hôm kêu quát, ông thả tôi ở đây rồi sao? Cái xin lầu ấy không? Trời mà ông còn ăn cắp được, ông sợ thằng nào? Ngày xưa đó, hồi từ lâu rồi. Cái thời đó chúng tôi có một cái hội thánh, trong hội thánh chúng tôi có một cái cô. Cổ có mấy đứa con toàn nghiện hết. Mà cổ là cổ bán hủ tiếu Nam Giang ngon lắm anh chị. Mà vô cái phòng nhà trọ của cổ là không có một cái gì luôn. Kể cả cái bếp bếp ga mà để nấu á cũng không. Ủa tôi vô trong nhà nó, ủa sao cô bán buôn mà không thấy đồ nghề gì trong nhà. Thầy ơi, gỡ hết. Gỡ sạch à, không có dám để ở nhà. Tại sao? Ở nhà ta có bốn thằng chà đồ nhôm. Dạ. Yeah. Bốn thằng chôn đùi nhà, không có dám để gì nha. Cho nên nếu anh chị em mà ăn cắp trên kia, đố cha mình dám gỡ gì ở nhà mình. Thì hiểu sao không? Cái thằng ăn trộm ở ngoài mình còn giấu được, chứ cái thằng mà trong nhà mình ăn trộm không có giấu chỗ nào được hết. Cho nên nhiều khi nhìn lại nhìn đi nhìn lại sau cái nhà mình trống trơn ha. Hiểu không? Chúa đâu có dám gỡ cái gì xuống. Cho nên nếu tôi và anh chị em thật sự quý Chúa, muốn làm vui lòng Chúa, thì cái việc mà nộp lại 10% việc vô cùng nhẹ nhàng đối với chúng ta. Và ngược lại, tôi muốn hỏi anh chị em câu này. Anh chị em có gặp khó khăn trong cái việc vâng giữ cái mạng lệnh này không? 1/10 là của Chúa anh chị em. Nó thuộc về Chúa. Chúng ta phải giao lại, phải nộp lại cho Chúa. Nhưng mà nộp lại cho Chúa là nộp lại cho ai? Hay là nộp vô đâu? Có phải nộp cho một sư lãnh đạo không? Tôi nhớ đầu mấy tháng trước tôi có chia sẻ một cái bài, nó có liên quan tới này chút xíu, không phải nói phần. Tự nhiên có ông vô bình luận vậy. 10% đó là nộp cho ông mục sư nuôi vợ mập. May quá vợ tôi không phải mập. May quá vợ tôi không mập cho nên tôi không lo ngại là ông nói tôi. Mà nếu cái anh đó mà hôm nay có nghe nữa thì tôi nói là không, 10% không có nộp cho mục sư, Chúa không có bảo nộp cho mục sư. Tôi và anh xem để đi xem cái phần thứ hai. Địa điểm mà Chúa quy định để nhận thuế 10%. Địa điểm mà Chúa quy định để nhận thuế 10%. Câu số 10 anh xem. Các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Ai trong chúng ta cũng biết kho là cái nơi mà người ta chứa đồ đạc vật dụng đúng không? Nhưng mà ngày xưa đó cái thời nó chưa có tủ lạnh á, thì người ta cất giữ lương thực và cả thực phẩm ở trong kho, tương tự như người nông thôn ngày nay người ta còn chứa lúa ở trong bồ hay là trong thùng phi vậy đó. Như vậy thì cái kho đó là cái nơi chứa lương thực và cũng là cái nơi mà mình nó cung cấp lương thực, tức là mình nơi mà mình lấy cái lương thực ra để ăn mỗi ngày đó anh xem. Vậy thì cái kho của chúng ta ngày hôm nay là chỗ nào?
Tôi nghĩ là một số người trong anh chị em sẽ nhanh nhỏ nói là đó là hội thánh của Chúa. Điều đó là đúng nhưng mà không có hẳn chính xác đâu. Bởi vì sao? Bởi vì hội thánh là một cái khái niệm khá rộng mà. Cho nên là anh chị em cần phải xác định như này. Kho là cái hội thánh nào mà anh chị em thật sự thuộc về. Kho là cái hội thánh nào mà anh chị em thật sự được nuôi dưỡng, được chăm sóc, được gây dựng, mà nhất là về phương diện thuộc linh. Chứ không có thể nói hội thánh chung chung được. Cái nơi nào mà anh chị em thuộc về, cái nơi nào mà anh mà cái hội thánh nó quan tâm chăm sóc, gây dựng, cầu thay, giúp đỡ đó, cái nơi nào mà hàng tuần anh chị em nhận được cái sự chăm sóc phương diện thuộc linh, nuôi dưỡng phương diện thuộc linh, thì đó là cái kho mà anh chị em phải nộp phần người về. Nếu đó là cái nơi mà anh chị em thật sự được gây dựng, được nâng đỡ đó, thì dù anh chị em không thích cái người thủ kho ở đó đi nữa, anh chị em cũng không có quyền trốn thuế, anh chị em không có quyền ăn cắp, muốn nộp chỗ khác, không có chuyện đó. Chúa mới là quan tòa chứ không phải chúng ta. Chúa quy định cái chỗ đó là nơi nhận tiền của Chúa, nhận phần của Chúa, thì mình phải nộp vô đó. Mình không có thể nói ha thôi tôi thích ra đầu kia tôi nộp chuyện đó đâu. Chúa quy định chính xác chỗ đó. Lần nào anh xem biết là có một cái em làm việc bên Malaysia, nó nhóm ở chỗ hội thánh chúng tôi bên đó đó. Nhưng mà một phần mười á thì em lại gửi về hội thánh bên Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì ông mục sư của hội thánh lúc trước mà em xin quạt ở Việt Nam bảo vậy đó. Tôi mới giải thích cho em mà biết là đâu mới là kho thật sự của em vào cái lúc đó như lời Chúa dạy. Thì tôi tạ ơn Chúa là kể từ khi bắt đầu hầu việc Chúa vào năm 91 cho đến tận hôm nay là Chúa dùng vợ chồng tôi thành lập cũng được khá khá hội thánh trong nước cũng như ngoài nước, trải qua các vị trí trưng bày ở nhiều cấp độ khác nhau, từ địa phương, địa hạt cho đến tổng hội. Nhưng mà tôi không có nhận phụ cấp hay là cái lương bổng gì từ hội thánh của mình. Thành ra là tôi không có ngại giảng về việc nộp một phần mười. Để gì? Vì vậy cho nên không có ai có cớ gì mà để nói tôi giảng vì cái lợi của tôi đó. Nhưng mà hãy để ý là tôi sống như vậy không phải là tôi thiên hơn người khác, tôi đức tin lớn hơn các tội tớ Chúa khác nha. Đó chỉ đơn giản là cái ơn gọi mà Chúa dành riêng cho tôi thôi. Tôi muốn dùng cái điều này để giải thích cho các em học trò kia hiểu đúng kho nhà Chúa mà em đang sinh hoạt, tức là cả hội thánh Việt Nam tại Malaysia lúc bây giờ đó, để em nộp một phần mười vào đó vì cái lợi ích của em, chứ không phải là cái lợi ích cho tôi là cái người trang bày. Ngày hôm nay tôi để ý không ít các bạn trẻ từ dưới quê lên thành phố để học tập làm việc đang ăn cắp một phần mười của Chúa theo cái dạng này mà không biết. Tức là lên thành phố học hoặc là làm việc ở trên này, nhưng mà tiền phần mười thì gửi về hội thánh dưới quê. Có thể một số vị mục sư truyền đạo ở quê vì chưa hiểu tới hoặc là vì một cái lý do nào đó mà xúi dạy con cháu đi làm ăn xa, ăn cắp một phần mười của Chúa theo dạng này cũng đấy. Nhớ rằng là kho là hội thánh nào mà anh chị em thật sự thuộc về, hàng tuần anh chị em thật sự được nuôi dưỡng, được chăm sóc, được gây dựng. Cho nên nếu mà anh chị em đã sinh hoạt ở hội thánh này, hàng tuần anh em nhận được sứ điệp từ các đầy tớ Chúa nuôi mình về phương diện thuộc linh, thì không có chuyện là kho ở dưới quê được. Nghe cẩn thận à, nhiều khi mà anh chị em vẫn trung tín một phần mười đúng không, mà sao mình thấy ủa sao được nợ không vậy? Là vậy đó. Anh em biết không, nhiều năm về trước đó, trong một cái lớp huấn luyện tại Hà Nội, thì có một cái cặp vợ chồng họ hỏi tôi một cái vấn đề liên quan đến nộp phần 10. Số là anh chị đó làm cái nghề kinh doanh nên một phần 10 hàng tháng là cũng khá khá. Nhìn thấy những anh chị em hầu việc Chúa khác trong khu vực eo hẹp về tài chính đó, mỗi khi đi ra truyền giáo đó, nên anh chị muốn dùng cái số tiền phần 10 hàng tháng của mình dâng cho những người đó. Thì hai vợ chồng mới hỏi tôi là như vậy có được không? Thì Chúa cho tôi một vài cái hình ảnh minh họa giải thích cho cái cặp vợ chồng này. Tôi bảo họ là thế này. Nếu anh chị mà thấy cái đường phố trước mặt nhà mình đây nó có quá nhiều ổ gà, nó gây tai nạn giao thông thường xuyên, giờ hai anh chị mới quyết định thì dùng cái tiền thuế môn bài, tức là thuế kinh doanh đó, hàng tháng của mình ra sửa lại cái đoạn đường đó, thì cái việc làm của anh chị là rất tốt, đáng tuyên dương, đúng không? Anh nói đúng vậy. Nhưng mà đối với nhà nước anh chị nộp thuế chưa? Anh chị em hiểu cái ý tôi nói, tức là dùng cái tiền thuế đó để làm sửa lại đường xá phía trước, đó là một việc rất tốt. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi là đối với nhà nước là anh chị đóng thuế chưa? Tôi còn thêm một cái ví dụ khác như này.
Nếu anh chị thấy hoàn cảnh của một anh thuế vụ hay là anh công chức nào đó, hoặc là anh chị thấy một cái lớp học tình thương của các em ở trong phường đó, nó cần một số dụng cụ học tập, rồi anh chị em đem cái số tiền thuế của mình giúp đỡ cái lớp học nào hay là cái anh công chức nào, thì cái việc làm nó rất là tốt, rất là đáng tuyên dương. Nhưng mà đối với nhà nước thì anh chị nộp thuế chưa? Đâu, vợ chồng nó hiểu ra được vấn đề. Không ít con dân Chúa, đặc biệt là dân kinh doanh nha, thương gia, doanh nhân rất rất thường ăn cắp 1/10 của Chúa ở dạng này nè, mà không hề biết. Không ít con dân Chúa ở các thành phố lớn hoặc là ở những cái xứ giàu có nó cũng dễ bị cám dỗ ăn cắp 1/10 của Chúa, khi không nộp 1/10 vào hội thánh mà mình đang sinh hoạt, mà đem dâng cho những mục vụ khác, những hội thánh khác ở miền quê hay ở Việt Nam, với cái lập luận gì hội thánh ở đây giàu rồi, mười mục sư thiếu gì tiền, chỗ khác mới cần. Yes, hội thánh đây giàu, hội thánh này không thiếu tiền, chỗ khác mới cần. Nhưng mà lấy trong cái 9/10 đó, chứ còn cái chỗ mà Chúa nó quy định nộp 1/10 mà không nộp thì có trước mặt Chúa là chưa nộp. Anh chị em ơi, chưa nộp. Cho nên rất là nhiều người họ không có lấy một tơ hào nào trong số 1/10 để xài cho mình, nhưng mà trước mặt Chúa thì ăn trộm. Biết sao không anh chị em? Bởi vì 1/10 là của Chúa, nên tôi và anh em không có quyền sử dụng theo cái ý mình thích hay là cái trí mình cho là phải. Chúa đã quy định rất cụ thể cái địa chỉ cho con dân Ngài nộp 1/10 cho Chúa rồi. Chống trời chứ vậy. Nếu mà muốn giúp đỡ một người hầu việc Chúa nào, hay là muốn dự phần tài chánh cho một cái chương trình huấn luyện hay là làm lành nào đó của hội thánh ở một cái nơi nào đó, anh chị em hãy sử dụng trong số 9/10 còn lại của anh chị em. Đó là phần của anh chị em. Anh chị em có toàn quyền trong cái việc sử dụng đó. Còn 1/10 là của Chúa, và Chúa đã quy định cụ thể cái chỗ để nộp cho. Nhiều tôi con Chúa ngày hôm nay đang cấp 1/10 của Chúa mà không biết. Thật không khác gì dân Israel ngày xưa. Vì không biết nên khi Chúa bảo là các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta, là họ đốt lại ngay. Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Rõ ràng là họ không hề giữ số tiền nó lại cho riêng mình, đúng không? Nhưng mà trong mắt Chúa đó, họ vẫn là đứa con trộm cắp. Họ trộm cắp vì họ đã không chuyển cái số tiền đó vào đúng cái chỗ mà Chúa quy định. Không biết không có nghĩa là được miễn trừ khỏi hình phạt đâu anh chị em. Không biết không có nghĩa là được miễn trừ khỏi bị rủa sả đâu. Chúa chẳng phải từng phán trong Ô-sê chương 4 câu 6 là dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết đó. Xin Chúa cho anh chị em buổi chiều hôm nay nghe và nhận ra được điều này. 1/10 là của Chúa, và Chúa cũng đã quy định cái chỗ cụ thể để nộp vào rồi. Đừng bao giờ làm khác đi. Có thể ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua, mình thấy rất lạ là mình trung tín, rất mình không có lấy một cái đồng nào trong số 1/10 của Chúa cả. Nhưng mà thấy công ăn việc làm của mình dường như nó trồi sụp hoài. Kiểm tra lại xem anh chị em có nộp đúng không. Có thể ai đó đang xem qua online, tôi khích lệ quý vị là nên thuộc về một hội thánh nào đó. Quý vị nếu là quý vị là chiên, quý vị phải ở trong bầy, không thể đi lang thang một mình được. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, còn quý vị phải có kết nối với một cái hội thánh nào đó. Quý vị phải thuộc về một cái hội thánh nào đó, ở dưới cái sự che phủ thuộc linh của một ai đó, và có một cái sự chăm sóc nhất định. Hằng tuần quý vị được nuôi dưỡng ở đâu thì đó là cái kho ở nhà Chúa mà quý vị cần phải nộp 1/10 về. Điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học đó là cái phước hạnh dành cho người hoàn thành việc nộp thuế 1/10. Tôi đọc từ câu 10 phần cuối cho đến câu 12. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xin ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chắc. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trước tiên đó, nói về phước mà dành cho những người trung tín nộp 1/10 đó, đó là phước đến nỗi không chỗ chứa. Khi nghe tới cái chữ không chỗ chứa là nhiều người nghĩ rằng là cái kiểu mà tiền gọi là tiền của nước đổ dách. Không phải vậy. Nếu mà đối chiếu với Kinh Thánh, đặc biệt là với Phục Truyền 28 đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái cụm từ mà các cửa sổ trên trời là nói về cái việc mưa thuận gió hòa đối với cây trồng và vật nuôi, tức là cái nền kinh tế chủ đạo của con dân Chúa cái thời bấy giờ, cái thời mà viết cái điều này.
và có thể hiểu đối với chúng ta ngày nay, đó là cái sự hanh thông, cái sự thuận lợi cách lạ thường trong cái công ăn việc làm đối với mình. Nếu tôi và anh em trung tín nộp phần 10 thì nó sẽ có một cái sự hanh thông, nó sẽ có một cái sự thông suốt, tức là thuận buồm xuôi gió đó trong cái chuyện làm ăn của mình. Đây là cái điều đáng để cho chúng ta suy nghĩ đến trong cái thời buổi kinh tế cũng như thời tiết nó vô cùng bấp bênh như hiện nay, đúng không? Đủ điều ách tắc, đủ điều cản trở, và đặc biệt chúng ta sinh sống trong một cái xứ sở mà cái luật pháp nó chưa thật sự nghiêm minh. Nhưng mà Chúa bảo đảm gì? Nếu tôi và anh em trung tín, Chúa sẽ làm cho mọi sự hành thông, mọi điều thông suốt. Chúa bảo đảm cái sự thành công trong công ăn việc làm cho chúng ta nếu chúng ta trung tín nộp phần 10 cho Chúa. Chúa bảo đảm cái sự thành công trong công ăn việc làm cho chúng ta nếu chúng ta giao cho Chúa giữ cái số thóc giống hay lúa giống hay là cái số tiền vốn đó của chúng ta. Tôi nói với anh chị là không có một cá nhân nào, một đấng bậc nào dù trên trời cao kia hay dưới đất thấp này có thể bảo đảm như vậy đó, ngoại trừ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh thôi. Chúa biết cách sinh lợi cho chúng ta. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy tin cậy nơi Chúa. Thật ra tôi và anh em nộp lại một phần 10 cho Chúa, Chúa cũng không có lấy. Nó như là lúa giống mà, nó như là tiền giống mà. Chúa có thể làm, Chúa chỉ là giữ để làm sinh lợi cho chúng ta thôi. Cái hình ảnh các cửa sổ trên trời nó còn nói nên là cái ngọn nguồn sự thành công, cái sự thành đạt đầy hay là phước hạnh của chúng ta đó chính là Chúa. Và cái chìa khóa để mở cái cánh cửa phước hạnh trên trời đã được trao cho tôi và anh em rồi. Đó là gì? Trung tín nộp phần 10 đúng nơi Chúa quy định. Đừng có lo là một sư nói sao chứ trong hội thánh này mà em thấy sử dụng như nào ấy. Ủa chuyện đó liên quan gì tới ông? Ví dụ như bây giờ anh em gửi tiền ngân hàng đi, đúng không? Tôi dùng hình ảnh để anh em dễ hiểu. Chuyện ngân hàng người ta sử dụng cái tiền đó họ làm gì thay kệ người ta. Nhưng mà nếu mà mình đã ký cái hiệp đồng mà đến quy định là cái tiền của mình gửi là bao nhiêu phần trăm lãi thì cứ tới tháng mình lãi thôi, mình nhận thôi. Tức là người ta làm gì thay kệ người ta, mình không cần biết. Mình chỉ cần biết là một khi mình đã cầm cái bill mình gửi tiền rồi thì mình cứ theo cái đó mình hưởng thôi. Có thể cái ông thủ quỹ, ông gian lặng hay là không thích cái chuyện đâu, liên quan gì tới mình đâu. Việc của mình là gì? Một khi mà mình đã nộp phần 10 là có nghĩa là trên kia đã vô sổ trên kia mà, mình nhận trên kia cái mà, liên quan gì đâu. Xin Chúa cho tôi và anh em đừng có bị mắc lừa bởi những cái chuyện mà mình thấy. Đó là lý do mà Chúa lúc nào Chúa cũng bảo gì? Nhìn lên. Ủa sao không được nhìn tới Chúa? Nhìn tới đụng bụng người khác. Nhìn xuống là thấy bụng mình nhìn tới đụng người khác. Nhìn lên. Nhiều khi tôi và anh em cứ nhìn ra xung quanh rồi mình thấy người này người kia vậy cái mình nói thôi. Sao thôi? Thơm chứ thôi gì? Anh em biết không? Không có một cái lĩnh vực nào trong đời sống Chúa cho phép tôi và anh em thử Chúa. Nhưng mà cái việc nộp một phần 10 là Chúa cho phép thử đó. Ủa? Chúa cho phép thử thì mắc gì cử? Hả? Nhưng mà mình lại gì? Không. Còn cái lĩnh vực mà Chúa không cho phép thử mình sao? Thử coi, bởi vì không chết sao được. Một phần 10 Chúa cho phép thử. Hãy thử đi anh xem để biết Chúa thành tín dường nào. Thử bằng cách nào? Trúng tín nộp đi, để mình biết thấy là phước Chúa dùng như nào. Hãy thử đi để anh xem thấy là còn có chỗ để chứa phước của Chúa không. Cám dỗ dữ lắm. Thật sự là làm theo lời Chúa là lúc nào cũng có thử thách, cũng có cám dỗ đó. Nhưng mà phước cho những người nào tin những gì Chúa là Chúa hứa rồi là Chúa giữ lời. Như vậy thì phước đầu tiên là gì? Thuận buồm xuôi gió trong công ăn việc làm. Thứ hai là Chúa bảo đảm là không cho kẻ cắn nuốt phá hoại thành quả lao động của mình. Chúa không chỉ ban phước mà còn bảo vệ cái phước đầy lấp đó cho những người trung tín nộp một phần 10 cho Chúa nữa. Cái hình ảnh này nó tương tự như cái điều mà Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ chương 6:20 đó. Chẳng có sâu rối tèn rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đầu ngạch khoách vách mà lấy. Có hai cái hình ảnh được sử dụng ở đây là kẻ cắn nuốt phá hại mùa màng và nho không rụng trái. Trước khi đến mùa nó liên quan tới cái tình trạng sâu bệnh và thiên tai đối với nông nghiệp. Điều này nó không có nghĩa là khi mình làm nông đó mà mình trung tính phần 10 là nó không có bị sâu bệnh hay là không có gặp cái thứ cắn phá không, mà điều này nó có nghĩa gì?
Chúa bảo vệ cái cây trồng vật nuôi của chúng ta hay là cái thành quả lao động của chúng ta một cách siêu nhiên. Trước cái thiên tai, trước cái dịch lệ nó diễn ra khắp mọi nơi. Đây là cái lời chứng mà tôi thường làm chứng ở nhiều nơi khi chia sẻ phần 10. Vào cuối năm 96 đó anh chị em, khi tôi đang hầu việc Chúa tại Cà Mau, tôi có hướng dẫn cho một cái người chị em tại huyện Thới Bình xin Chúa thực hiện cái lời hứa này, tức là cái lời hứa mà Chúa hứa trong Malachi này nè, để xua đuổi chuột đang cắn phá tại cái ruộng lúa của cô ấy. Và Chúa đã làm đúng như vậy đối với cô ra ruộng, cô quỳ xuống. Ông nói: Chúa ơi, ông thầy ba hồi đó tôi chưa được phong mục sư, ông thầy ba ông dạy vậy đó, nếu mà còn trung tính bằng 10 Chúa sẽ ngăn cấm kẻ cắn hút. Chúa làm điều này trên ruộng của con. Mà anh chị em biết, khi cô kể lại, tôi dạy cổ nhưng mà tôi nghe cổ tin quá tôi cũng sợ luôn. Tức là dù xung quanh ruộng nhà ai cũng bị Chúa phá nát đó, mà ruộng cổ còn nguyên. Và chính cái điều đó nó bắt phục cái lòng của ông chồng. Và anh chồng tin Chúa. Và hiện nay cái nhà cổ là cái điểm nhóm của thuộc hội thánh của Tuần Are đó, ở dưới Thới Bình, Cà Mau. Cái kẻ cắn nuốt nó cũng còn được hiểu là cái tình trạng trượt giá của đồng tiền anh chăng, là cái tình trạng bị thất thoát, cái tình trạng mất mát, bị cướp giật, bị trộm cắp nữa. Chúa bảo đảm rằng gì? Nếu chúng ta vâng lời Chúa, không ăn trộm của Chúa, thì cái tình trạng mất mát đó nó sẽ không xảy ra với chúng ta. Đó chẳng phải là cái điều mà mỗi một chúng ta đang cần trong cái bối cảnh mà trộm cướp lừa đảo nó hoành hành khắp nơi như hiện nay sao? Chúa bảo đảm thành quả của chúng ta. Cuối cùng, không chỉ ban phước đến nỗi không chỗ chứa, không chỉ bảo vệ thành quả lao động, bảo vệ cái của cải tài sản của những người trung tín nộp một phần mười, mà Chúa còn ban cho họ một cái gia đình thuận hòa, hạnh phúc, khiến người khác phải thèm muốn nữa. Hallelujah. Cái cụm từ ở câu 12 đó anh xem, cái cụm từ mà các bản dịch khác nhau thì họ dịch khác nhau, nhưng mà họ sử dụng là đất vui thích, đất đầy quang lạc, đất nước được ưa thích, đất mảnh đất xinh đẹp, là những cái hình ảnh cuối cùng mà Chúa phán về nơi ở của những người trung tín nộp phần mười. Không chỉ liên quan tới tài chánh không, mà thật ra thì bởi vì tài chánh nó sung túc rồi đó, nó mới có cái chuyện là gia đình hòa thuận, trong ấm ngoài êm, đúng không? Một cái nơi như thế, một cái bầu không khí như thế, nó chẳng phải là Eden sao? Vì Eden, cái nghĩa của Eden là gì? Là cái vườn vui vẻ mà. Một gia đình được cai trị bởi cái sự vui mừng, một gia đình luôn tuôn tràn ngập tiếng cười, thì đó chẳng phải là thiên đàng đang hiển lộ ở trên đất còn gì. Hơn thế nữa là đất vui thích hay là đất đầy quang lạc này không phải là ta tự khoe với nhau theo kiểu mà con hát mẹ khăn hai, mà là mọi nước các dân tộc xác nhận như thế. Nói cách khác là cái phước của người trung tín nộp vào phần 10 đó, nó lộ ra rõ ràng trước mắt mọi người xem thấy. Mọi người đều nghe biết, xác nhận rằng, cả những người không tin Chúa đó nghe, cũng kể những người mà không thích Chúa này cũng xác nhận là cái nhà đó là cái gia đình có phước. Bởi vì họ mơ ước được vậy đó. Anh chị em có ao ước là cái gia đình của mình được đầm ấm, được hạnh phúc, được giang hòa, vui vẻ vậy không? Chú bảo đảm đó. Mình thấy giữa cái chuyện này với cái chuyện nộp phần mười không ăn nhập gì, đúng không? À đúng, không ăn nhập gì hết. Nhưng mà nếu mà anh em tin, anh em sẽ thấy. Nhiều khi mình cứ cầu nguyện, một sư cầu nguyện cho mấy thằng con của tôi nó quay lại tin thờ Chúa, quay lại ông xã tôi ông tin thờ Chúa. Tức là mình biết gì, cái gia đình nó đang chưa có thuận, gia đình nó chưa có trong ấm ngoài êm, gia đình nó chưa có trên dưới thuận hòa. Kiểm tra lại cái đầu này của anh xem. Amen. Kiểm tra cái bộ phận mười giùm tôi đi. Dù khi đó nếu mà anh em trung tính một phần mười, anh xem có quyền hỏi Chúa. Chúa ơi, Chúa hứa, anh em về xem Malachi chương 3 câu 12 đó. Chúa ơi, Chúa hứa là mọi nước sẽ khen nhà con là một cái đất vui thích, một cái thành vui vẻ. Nếu mà con trung tín nộp phần mười, xin Chúa thể hiện đó trên nhà con. Chính Đức Giê-hô-va vẫn cũng phán vậy anh chị em. Chúa phán gì? Chúa sẽ mở cái cửa sổ trên trời, đổ phước xuống nhiều đến nỗi không chỗ chứa. Chúa sẽ ngăn cấm kẻ cắn nuốt, không phá hại thành quả lao động, và ban cho mỗi gia đình tràn ngập vui mừng, hạnh phúc cho tất cả những ai trung tín đem hết thảy phần mười vào kho nhà Chúa. Chiều hôm nay tôi cậy ơn Chúa giải bày một cách tỏ tường cái thuế thập phân hay là cái thuế một phần mười cho anh chị em. Cái phần còn lại là của anh chị em. Tôi đã cậy ơn Chúa chỉ cho anh chị em cái chiếc chìa khóa mở ra cái phước hạnh về phương diện tài chánh rồi đó. Cho nên đừng có phụ lòng tin cậy Chúa. Hãy mở ra cho mình, cho gia đình mình cái cánh cửa sổ phước hạnh từ trời qua cái việc trung tín nộp lại một phần mười cho Chúa.
Mỗi khi mà anh chị em lăn tăn về chuyện này, hãy nhắc cái này của Chúa không phải của mình đứng giữ. Khi tôi và anh chị em tin cậy Chúa, nộp lại một phần mười cho Chúa, thì chúng ta đã đóng lại, đóng cái cánh cửa lại trước mặt cái kẻ cắn nuốt, trộm cướp, lừa đảo, và mình mở ra một cái cánh cửa cho phước hạnh từ trời đổ xuống trên gia đình của chúng ta. Cầu xin Chúa ban cho anh chị em một tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa, đáp lại cái sứ điệp của Chúa, lời của Chúa buổi chiều hôm nay. Có thể từ trước đến nay anh chị em còn có một cái điểm nào đó hiểu sai về một phần mười. Hãy cảm tạ Chúa vì chiều hôm nay con được giải tỏa. Có thể ai đó trong anh chị em vẫn bị cám dỗ việc ăn cắp một phần mười, vì nhiều khi mình thấy mình tiếc quá, mình thấy cái số tiền lớn quá. Có thể ai đó trong anh chị em cảm thấy mùa vụ của mình năm nay bị thất bát, thì hãy nghĩ lại xem năm vừa rồi, phải chăng anh chị em không có trung tín nộp lại một phần mười cho Chúa chăng? Có thể ai đó trong anh chị em đã trung tín vấn đề này, nhưng dường như mình thấy cái lời hứa của Chúa về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, vui mừng, dường như chưa có chăng? Hãy nắm lấy cái lời của Chúa và kêu cầu Chúa thực hiện. Nhớ là Đức Chúa Trời mà tôi và anh em thập phượng là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài thành tín trong việc ban phước và Ngài cũng thành tín trong việc giáng họa. Hãy để cho lời Đức Chúa Trời buổi chiều hôm nay thay đổi chúng ta. Hãy để cho lời của Đức Chúa Trời buổi chiều hôm nay dứt dấy đức tin của chúng ta. Và tôi và anh em thực sự trở thành những người không chỉ trung tín làm theo lời Chúa, mà còn trở thành cái người được Chúa dùng làm phước cho muôn dân trên đất. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa giáo chúng con biết ơn Ngài về lời của Chúa chiều hôm nay. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời tiếp tục làm sáng tỏ lời Ngài cho mỗi một anh em con. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời cứ nhắc nhở lời này cho mỗi một chúng con, đang khi chúng con phải thực thi cái chức phận của mình là một người tin thờ Chúa. Liên quan tới vấn đề tài chánh này, có những cám dỗ trong đời sống của anh em con, những người mà thu nhập còn ít hơn chi tiêu hàng ngày. Có thể có cái sự cám dỗ đối với những anh chị em con, những người đã thu nhập được Chúa ban phước một cách dư dật chăng? Họ cảm thấy quá nhiều, cảm thấy tiếc nuối khi phải dâng trịch chăng? Có những cái cám dỗ mà chúng con phải chia nhỏ ra hàng tuần. Có những cái cám dỗ mà chúng con tưởng rằng chúng con có thể sử dụng phần 10 này dâng cho chỗ này chỗ kia. Lạy Chúa, xin lấy ơn của Chúa mà phán với chúng con ở trong tấm lòng, để cho chúng con nhìn nhận rằng phải chúng con có sự sai trật. Xin giúp chúng con nhìn thấy rất rõ nơi chốn mà Chúa đã chọn cho chúng con, để chúng con gọi đó là kho nhà Chúa, để chúng con nộp phần mười của Chúa vào đây, ngõ hầu chúng con có thể kích hoạt cái cánh cửa tự động từ trời, phước lành từ trời đổ xuống trên chúng con. Amen. Cho chúng con có sự thuận lợi trong công ăn việc làm, cho chúng con có được sự bảo vệ siêu nhiên của Chúa khỏi trộm cướp lừa đảo mỗi ngày. Và xin Chúa ban cho gia đình của mỗi một chúng con, những anh chị em con trung tín trong việc nộp phần mười, họ kinh nghiệm thiên đàng ở trên đất, họ kinh nghiệm cái sự vui mừng ở trên đất, họ kinh nghiệm trong ấm ngoài êm, trên dưới thuận hòa như lời Chúa phán, để qua đời sống của gia đình chúng con cũng ảnh hưởng đến xung quanh, cũng bày tỏ cái thiên đàng cho xung quanh, bày tỏ những cái giá trị của Chúa cho xung quanh, ngõ hầu người ta chạy đến thèm muốn được như vậy và trở nên con dân của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, cầu xin phước lành của Chúa ở cùng anh em con. Xin Chúa ban cho mỗi một anh chị em con trong hội thánh toàn thắng này những cái tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Chúa ban cho anh em con những tấm lòng sẵn sàng vâng lời, họ sẵn sàng thưa vâng với Chúa và biệt riêng ra cho Chúa tất cả những gì thuộc về Chúa. Họ không nắng né, họ không giữ lại bất cứ một giây phút nào để Chúa có thể ban phước một cách nhanh chóng trên họ, để họ có thể trở thành nguồn phước cho muôn dân trên đất. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con trình dâng mỗi một chúng con trong ân sủng và sự thương xót của Cha. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều và chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen.